Sleeping Content 9 Minutes of Meal. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với video này của mình. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đặt lịch hẹn khám bác sĩ. Và trước tiên thì các bạn hãy theo dõi dialog sau đây nhé. Guten Tag. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne einen Termin. Lieber vormittags oder nachmittags? Das ist egal. Können Sie am Freitag um 14.30 Uhr? Ja, das geht. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Nguyen. N-G-U-Y-E-N. Gut, Frau Nguyen, dann bis Freitag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Đó là một cái cuộc hội thoại rất là đơn giản để giúp mà các bạn có thể hình dung được là một cái cuộc đặt lịch hẹn với bác sĩ thì như thế nào. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng xem xét cụ thể từng câu một nhé. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Was kann ich für Sie tun? Đây là một câu hỏi rất là xã giao thôi. Khi mà bạn đến thì người ta sẽ hỏi bạn là người ta có thể giúp được gì cho bạn. Và ngoại lý ở đây là chúng ta dùng ngôi gì, ngôi lịch sự nhé. Để có thể thể hiện được mong muốn của mình là có một cái lịch hẹn khám thì các bạn hãy nói như sau. Ich hätte gern einen Termin. Ich hätte gern einen Termin. Ich hätte gern einen Termin. Các bạn thấy động từ ở đây đứng sau chủ ngữ là hätte. Dạng nguyên thể của nó là haben. Các bạn ai cũng biết được động từ này rồi đúng không? Đó là có. Thế nhưng mà khi mà ở đây chúng ta muốn thể hiện một cái mong muốn của mình thì chúng ta sẽ phải sử dụng cái dạng preterite tum ở conjunctive 2 của nó. Thực sự là các bạn chưa học đến cái này thì các bạn cũng không cần phải biết nhiều quá. Các bạn chỉ cần nhớ là khi mà các bạn muốn thể hiện được cái mong muốn của mình một cách lịch sự thì các bạn hãy dùng động từ hätte thay cho habe nhé. Ich hätte gern einen Termin. Tôi muốn có một lịch hẹn. Và sau đó thì người ta sẽ hỏi bạn là các bạn muốn vào buổi sáng hay là muốn vào buổi chiều. Vormittags oder nachmittags. Thì các bạn có thể nói là như cho mình nói trong hội thoại, mình nói là das ist egal, điều đó không quan trọng hay là thế nào cũng được. Nhưng mà nếu như các bạn có một cái mong muốn cụ thể thì các bạn có thể nói là lieber vormittags bitte, oder lieber nachmittags bitte. Bitte ở đây có nghĩa là một cái từ mà chúng ta thêm vào để chúng ta thể hiện một cái yêu cầu lịch sự. Sau đó thì người ta có thể gợi ý cho bạn một cái lịch hẹn khám. Ví dụ như ở trong hội thoại chúng ta có am Freitag um 14:30. Nếu như các bạn thấy cái lịch hẹn này là phù hợp với mình thì các bạn có thể đồng ý. Ja, das geht. Ja, điều đó, vâng, nó được. Ja, das geht. Hoặc là nếu như mà các bạn muốn ví dụ như là các bạn muốn có một lịch hẹn khám sớm hơn chẳng hạn thì các bạn cũng có thể nói được yêu cầu của mình bằng cách là könnte ich einen früheren Termin bekommen? Tức là tôi có thể có được một cái lịch khám sớm hơn không? Könnte ich einen früheren Termin bekommen? Könnte ich einen früheren Termin bekommen? Mir geht es nicht gut. Bạn có thể lý giải là bởi vì tôi cảm thấy không khỏe lắm. Mir geht es nicht gut. Có nghĩa là ich bin nicht gut. Also ich bin nicht gut có nghĩa là tôi không giỏi một cái, tôi không có khả năng nào đó, tôi không giỏi ở cái lĩnh vực nào đó. Còn nếu các bạn muốn nói là tôi không khỏe thì chúng ta sẽ nói là mir geht es nicht gut. Mir ở đây có nghĩa là đại từ nhân xưng ở dạng dativ. Khi mà các bạn đã thống nhất được một lịch hẹn thì người ta sẽ yêu cầu là biết tên của bạn để có thể lưu trữ lại. Thì các bạn khi đó người ta có thể hỏi các bạn là Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Ngài hay ông bà có thể nói cho tôi biết tên của mình. Thì khi đó các bạn hãy nói tên nhưng mà các bạn hãy nói tên họ của mình, các bạn chỉ cần nói họ của mình thôi.
Và nếu như mà người ta không nghe rõ thì các bạn có thể đánh vần lại cho người ta. Ok. Bây giờ thì các bạn hãy xem lại toàn bộ cuộc hội thoại một lần nữa nhé. Guten Tag. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gern einen Termin. Lieber vormittags oder nachmittags? Das ist egal. Können Sie am Freitag um 14.30 Uhr? Ja, das geht. Sagen Sie mir bitte Ihren Namen. Nguyen. Nguyen. Gut, Frau Nguyen, dann bis Freitag. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng với nhau học những cái từ vựng liên quan tới các ngày trong tuần. Chúng ta có thứ hai, Montag. Montag. Thứ ba, Dienstag. Dienstag. Thứ tư, Mittwoch. Mittwoch. Thứ năm, Donnerstag. Donnerstag. Thứ sáu, Freitag. Freitag. Thứ bảy, Samstag. Samstag. Chủ nhật, Sonntag. Sonntag. Còn khi muốn nói là vào ngày nào đó thì các bạn hãy dùng giới từ là am. Am Montag. Am Dienstag. Am Mittwoch. Vân vân. So, hy vọng là bài học ngày hôm nay đã giúp ích được cho các bạn. Như thường lệ thì những từ vựng liên quan tới bài học mình sẽ đưa lên Facebook và blog. Nếu như có bất cứ một câu hỏi nào liên quan tới bài học này thì các bạn đừng ngần ngại viết cho mình ở dưới phần comment dưới video. Còn bây giờ thì viel Spaß, tschüss und bis zum nächsten Mal.